Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Thế giới chuyển động được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Nhân dân. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Australia lâm vào cuộc khủng hoảng do biến thể Delta. Ngôi làng YouTube ở Indonesia. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa triệu tập cuộc họp kín khẩn cấp về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, vụ việc mà các quốc gia thành viên đánh giá là mối đe dọa lớn. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết các thành viên đều rất quan ngại trước tình hình này và cho đây là mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh. Các tên lửa đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Liên Hợp Quốc cho rằng cần một cuộc đối thoại chính trị, một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Hội Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các nhà ngoại giao nước này và Mỹ ngày 16 tháng 9 đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên một ngày trước đó. Theo Tân Hoa Xã, do ảnh hưởng của trận động đất xảy ra vào sáng sớm ngày 16 tháng 9 tại huyện Lucian, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, ít nhất 10.000 người đã được sơ tán khẩn cấp. 3 người đã được xác nhận thiệt mạng và 60 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng trong trận động đất có độ lớn 6 độ Richter. Nhiều đường điện đã bị hư hỏng, khiến 62.000 hộ gia đình đang chịu cảnh mất điện sau trận động đất. Nhà chức trách đã bố trí lại giao thông trên các tuyến đường cao tốc tới khu vực nhằm mở đường cho các phương tiện cứu hộ. Công tác cứu hộ cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành nhằm đưa thêm nhiều người còn mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát. Hàng chục ngôi nhà tại huyện Lucian đã bị hư hại hoặc phá hủy. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia vừa ban hành chính sách hạn chế nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển và đường không nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 16 tháng 9, các hoạt động nhập cảnh chỉ được thực hiện tại 2 sân bay quốc tế, 2 cảng biển và 2 cửa khẩu đường bộ được chỉ định. Người nhập cảnh là công dân Indonesia, người nước ngoài, thành viên thủy thủ đoàn và phi hành đoàn phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính 3 ngày trước khi đến, được lấy mẫu xét nghiệm PCR ngay tại điểm nhập cảnh và vào ngày thứ 7 trong 8 ngày cách ly tập trung tại địa điểm được chỉ định, đồng thời được khuyến cáo tự cách ly 14 ngày sau khi hết thời gian cách ly tập trung. Theo tờ Bloomberg, đại dịch COVID-19, cụ thể là sự lây lan của biến thể Delta, đang gây ra cuộc khủng hoảng lớn nhất đối với hệ thống liên bang của Australia kể từ năm 1901. Bang thì từ bỏ chiến lược Zero Covid, tức là không Covid, bang lại đang siết chặt. Có thể nói trong vòng 120 năm qua, chưa khi nào mà xứ sở chuột túi lại bị chia cắt như lúc này. Tại khu vực đông nam của Australia, các đô thị lớn như Sydney và Melbourne, các khu vực với mật độ dân cư đông đúc, đang từ bỏ chiến lược Zero Covid, hay còn gọi là chiến lược loại bỏ hoàn toàn các ca nhiễm COVID-19 để mở cửa trở lại các doanh nghiệp, trường học vào tháng tới và mở lại biên giới vào cuối năm nay. Từ con số 0 hay số ca rất thấp, sau đó các ca mắc bệnh vẫn sẽ tăng cao. Đó là cách biến thể Delta hoạt động. Nhưng miễn là tỷ lệ tiêm chủng cao và có kế hoạch an toàn với COVID, thông tin chi tiết đến với người dân về những cách thức cần làm để duy trì sự bảo vệ, chúng ta vẫn có thể cho thế giới thấy cách chúng ta quay trở lại bình thường. Tôi tin tưởng New South Wales có thể làm được điều này. Tuy nhiên, khu vực dân cư thưa thớt hơn ở phía Bắc và phía Tây của Australia, nơi không bị ảnh hưởng bởi đại dịch, lại đang siết chặt gấp đôi mục tiêu Zero COVID, dù bị cắt đứt với phần còn lại của đất nước và thế giới. Bang Tây Australia là bang dẫn đầu một nhóm các bang muốn siết chặt lại các đường ranh giới bang để ngăn chặn virus xâm nhập từ bên ngoài, trong khi cư dân địa phương được sống thoải mái, không cần khẩu trang. Chính sách tiêu diệt virus của chúng ta cho phép người dân bang Tây Australia đang được sống trong một trong những xã hội tự do và cởi mở nhất trên thế giới. Tháng 3 năm 2020, Australia đóng cửa các biên giới quốc tế của mình đối với những người không phải là công dân.
Họ được cả thế giới ca ngợi vì đã nhanh chóng dập tắt các đợt bùng dịch bằng biện pháp phong tỏa nhanh. Bước ngoặt gây khó khăn cho Australia là sự bùng phát của biến thể Delta. Chỉ một ca nhiễm biến thể này đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của Australia vào tháng 6 năm nay, khi một lái xe ở Sydney nhiễm virus khi đang chở một phi hành đoàn quốc tế từ sân bay đến khách sạn cách ly. Hiện nay, biến thể Delta đang lây nhiễm cho gần 2.000 người mỗi ngày ở các bang New South Wales và Victoria. Sự không đồng bộ trong chiến lược chống dịch của các bang đang khiến Thủ tướng Scott Morrison đau đầu. Thực trạng này cũng đang phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan mà nhiều quốc gia từng thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh đang đối mặt. Mức độ cam kết của các quốc gia đối với chiến lược Zero Covid đang thay đổi tùy theo mức độ cô lập mà nền kinh tế của họ có thể chịu đựng được. Tám trẻ nhỏ đã tử vong trong 10 ngày qua do hiện tượng sốt chưa rõ nguyên nhân tại Ấn Độ. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Theo kênh truyền hình địa phương, ít nhất 44 người tại bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ, trong đó có 35 trường hợp là trẻ nhỏ, đã được thông báo mắc các triệu chứng tương tự như sốt và đang được điều trị tại các bệnh viện. Hiện giới chức y tế sở tại vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây tử vong, không loại trừ khả năng các trường hợp trên bị sốt xuất huyết. Theo các báo cáo sơ bộ, hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng sốt và số lượng tiểu cầu ở mức thấp. Hiện những người này đang được kiểm tra sàng lọc sốt xuất huyết, sốt rét và COVID-19. Sáng ngày 16 tháng 9 theo giờ Hà Nội, tên lửa SpaceX Falcon 9 của tập đoàn công nghệ SpaceX mang theo 4 phi hành gia không chuyên vào vũ trụ đã được phóng đi từ bệ phóng 39A tại trung tâm Kennedy của NASA ở Florida, Mỹ. Đây là nhóm du hành dân sự đầu tiên vào vũ trụ trong chương trình của SpaceX khởi động lĩnh vực du lịch không gian. Trước đó, cả 4 thành viên đã phải trải qua quá trình đào tạo phi hành đoàn nghiêm ngặt kéo dài nhiều tháng. Ước tính mức giá của chuyến bay này có thể lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ. Tập đoàn Nhật Bản SoftBank vừa cho biết, robot thông minh có thể giúp hồi sinh nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhật Bản. SoftBank đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai với robot thông minh sẽ không chỉ thay thế con người trong hoạt động sản xuất, ngành công nghiệp mà còn toàn bộ dân số lao động. SoftBank cho rằng, những robot đa chức năng có năng suất gấp nhiều lần so với con người. Tại Nhật Bản, điều này có nghĩa là cứ 100 triệu robot có thể làm công việc của 1 tỷ người. Thời gian gần đây, hiện tượng những ngôi sao YouTube cấp làng xã xuất hiện ngày càng phổ biến tại Indonesia. Những đoạn video lan truyền về các cách sửa chữa xe máy tại nhà hay là nấu ăn giữa thiên nhiên đang mang lại một nguồn sống mới cho những người dân, góp phần thay đổi bộ mặt của ngôi làng hẻo lánh trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành. Anh Siswanto đã giúp cộng đồng nông dân nghèo trong làng có thêm thu nhập từ việc tạo ra các kênh YouTube thu hút đông đảo người xem. Thậm chí, cư dân mạng Indonesia còn đặt tên mới cho ngôi làng của anh là làng YouTube. Siswanto vốn là một thợ sửa xe tại Kasegeran, một ngôi làng heo hút nằm tại miền Trung Java, Indonesia. 4 năm trước, khi đang phải vật lộn để duy trì hoạt động của tiệm sửa xe, đồng thời mong muốn có thêm thu nhập để nuôi gia đình, anh đã nảy ra ý tưởng tự quay các video ngắn hướng dẫn mọi người sửa xe máy, đăng lên YouTube. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu không hề suôn sẻ. Tôi gần như đã bỏ cuộc khi lần đầu tiên có ý tưởng làm video trên YouTube về việc sửa xe máy. Công việc này thực sự không dễ dàng chút nào khi mà thiết bị thì thiếu bộ nhớ. Tải video lên rất khó do đường truyền Internet kém. Điện thoại mà tôi dùng để quay cũng là loại cũ. Vậy mà chỉ sau vài năm nỗ lực học hỏi và kiên trì theo đuổi mục tiêu, kênh YouTube của anh Siswanto giờ đã thu hút 2 triệu người theo dõi và mang về cho gia đình anh khoảng 150 triệu rupiah một tháng, tương đương với khoảng 225 triệu đồng mỗi tháng. Không chỉ dừng ở đó, anh Siswanto đã quyết định mở các lớp học miễn phí, hướng dẫn người dân trong làng tạo kênh YouTube cho riêng mình và kiếm thu nhập từ đó. Nhiều người trong số này sau đó đã có những thành công của riêng mình. Tôi thích làm nội dung về nấu ăn giữa thiên nhiên. Khi vừa ngắm nhìn cảnh đẹp vừa nấu ăn, các món ăn sẽ trở nên ngon hơn. Số tiền mà các YouTuber trong làng kiếm được đã giúp làng Kasegeran có được kết nối Internet nhanh hơn. Trẻ em trong làng nhờ đó cũng được tham gia các lớp học trực tuyến trong lúc các trường học tại Indonesia vốn đang buộc phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay.